Sáng xin Chúa hài đồng giúp chúng ta nhỏ lại trong những yếu hèn, đầy lùi đầy đối, tính ích kỷ, tham lam, ganh ghét, để Chúa Giáng sinh lớn lên trong mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cùng toàn đại hội thánh, chúng ta cùng luôn luôn mừng Chúa hài đồng mới sinh ra trong đám cỏ. Các bài đọc hôm nay, nhất là bài Phúc Âm, muốn tiếp tục đào sâu mổ nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngôi Lời đã trở thành thực thể và Người đã cư ngụ giữa chúng ta. Trong mầu nhiệm Giáng sinh này, chúng ta cùng chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình yêu của Con Thiên Chúa làm người. Đó là tình yêu tử hiến, hy sinh và phục vụ. Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Tình yêu của Ngài là tình yêu của thập giá. Khi nào ta được lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Đó là tình yêu cao cả nhất. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của Người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Dân thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng có sốc sắng xin Chúa hài đồng giúp chúng ta nhỏ lại trong những yếu hèn, đầy lùi tội lỗi, tính ích kỷ, tham lam, ganh ghét, để Chúa lớn lên trong mỗi người chúng ta. Xin mời cùng chúng ta ổn định để đón thích quý cha, quý nữ tu, quý chức trong hội đồng chức việc và lễ đài để bắt đầu chương trình Mừng Chúa Giáng sinh năm 2016. Hôm nay, Giáng sinh một lần nữa lại về với chúng ta.
Giáng sinh rồi à, giấu hết mọi người trên hành tinh này. Đó là một lễ hội vừa đong đầy một niềm vui sâu sắc, lại vừa truyền tải một sứ điệp trang chứa tình yêu thương và hòa bình. Mặc dầu đối với chúng tôi, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì cử hành đêm nay là một hành vi thờ phượng cốt yếu của niềm tin và huyền nhiệm tâm thể là người của con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đấng sáng lập nên Kitô giáo. Thì cuộc gặp gỡ thân tình đêm nay của tất cả chúng ta lại chính là một biểu hiện rõ nét của tình thương đồng bào, của sự hiện không huynh đệ, của tinh thần từ bi bác ái và của những con tim rộng lượng sẻ chia. Chính trước những ý nghĩa sâu xa của niềm tin và đầy tính nhân bản này, để bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời toàn thể cộng đoàn xuất sẵn trong tâm tình cầu nguyện với lời xin Chúa Thánh Thần ban ơn qua thanh hóa, đồng thời cùng chung lời tuyên truyền tin để sống lại tâm tình sinh phong của Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố ngôi hai nhập thể. Và giờ đây, để biểu lộ niềm hân hoan được chào đón toàn thể quý vị đang hiện diện và chung chia niềm vui Giáng sinh, chúng ta hãy cùng các bạn sinh viên ra khơi cùng Đức Kitô và Merry Christmas! Xin mọi người hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để dành cho các bạn sinh viên của chúng ta. Ôi hẹn nhau ra khơi, ta hẹn khơi đi về muôn nơi, cho hẹn nơi hẹn vui không ngơi. Ta hẹn nơi hẹn yêu ra khơi, ta ra khơi dù bao chơi vơi. Ta chơi vơi hết ta buồn lời, anh hẹn ơi hẹn lo chơi vơi. Mong ra khơi tụng mong ra khơi tới Đức Kitô.
Chính lời mặc khải của thần đế toàn năng đã tin rằng khi thần đế toàn năng đó
Vâng, và để cảm nhận chân lý huyền diệu này, xin mời toàn thể mọi người cùng hướng lên sân khấu để đến với tiết mục cửa hiệu Quán Trọ. Ánh sáng tỏa lan từng ơi.
bên phố. Tiếng ca tiếng thần ca lời đàn hát ra tiếng ông sương ca sương vang xa lạy Chúa thiên qua giáng sinh vì ta người hỡi bước tới đêm xe về lên hỡi Chúa giáng sinh Oh,
trời cao vinh hiển dân ngài, anh phúc đến cho chân giáo Giêsu ra đời. Vinh diệu thay đêm nay con trời giáng sinh làm người, ngài vào dân thế đem nguồn phước ân cho người. Một lòng trong tâm từ nay đã we
Ngài là nguồn ánh sáng không bao giờ tàn lụi, Ngài là ánh sáng của tình yêu, của ân sủng, ơn cứu độ, của sự sâu thẳm. Tuy nhiên, như tin mừng hôm nay chúng ta sẽ nghe loan báo, có nhiều người lại không muốn đón nhận ánh sáng là chính Chúa, nên chúng ta là những người con của Chúa, xin Chúa qua thánh lễ chúng ta tưởng thành, xin Ngài chúc lành cho chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng bình an, và nhất là luôn có đức tin vững mạnh để tin nhận vào ngôi lời là Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng, để nhờ đó chúng ta đón nhận được ánh sáng tình yêu, ơn cứu độ và sự sống tích cực của Chúa. Giờ đây với lòng tin vào tình thương của Chúa, chúng ta xin Chúa thứ hai những lỗi lầm nhớ xót để xứng đáng được hành thánh nhận. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã dũng cảm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời. Sure.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn cùng hồi phân ra con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, là đơn ca chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện đi cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc sau đây, Isaiah loan báo tin mừng cho Sion rằng Thiên Chúa sẽ gửi đến và cứu chuộc dân người, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đẹp thay trên núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: Thiên Chúa, Ngươi là vua hiển trị. Kìa, nghe trong quân canh gác của Ngươi cùng các tiếng reo hò vang dậy, họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa vung cánh tay thần thánh của Người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, Người muốn bẻ rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa.
sau đây, khởi đầu thư gửi tín hữu Do Thái đã giả cho chúng ta thấy vào lời sau hết, sau khi gửi các sứ giả của Thiên Chúa đến với dân, người đã phán dạy con người qua Chúa Con. Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Khởi đầu thư gửi tín hữu Do Thái. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cho chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng lên vũ trụ, đã đặt người làm đứng thờ hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người đã lớn dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã đẩy trừ tội lỗi, người lên ngược vinh hữu đứng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trội hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Còn khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Đó là lời Chúa. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa.